Và để giây phút biệt ly, ly biệt cuối cùng, là tình nghĩa vợ chồng tôi khóc hỏi ông đây. Ông Lương ơi, tình nghĩa vợ chồng ông ơi, tôi có mấy lời không hỏi ông đây. Ông ơi nhớ khi mình mới lấy nhau, thì bao nhiêu vất vả nỗi đau cũng nhiều. Ông Lương ơi, nhớ thời rau cháo bên nhau, nuôi con vất vả những năm bận ông ơi, bát cơm đi chia sẻ làm đôi. Vợ chồng gắng gượng thì biết bao nhiêu năm trời. Ông ơi, đứa con đầu lòng thì vợ chồng sinh ra, là bắt đầu cuộc sống, là những phong ba cuộc đời. Ông Lương ơi, nhớ khi bát cháo qua ngày, ông ơi vợ chồng vẫn vui vẻ những tháng ngày bên nhau. Ông ơi đi cùng nhau san sẻ nỗi đau, khi vui ta vẫn cùng nhau ở đời. Ông ơi, từng đứa con vợ chồng sinh ra, từng miếng cơm bát cháo thì chúng ta vẫn lo lắng.
ngươi trải qua bao đắng bao cay, bao gian lao vất vả tháng ngày của nhau. Kể từ đây không nhỏ việc thôi, thì tôi biết lấy ai để chia sẻ. Ông ơi, những năm đôi khổ đã trải qua, giờ đây các con chúng đã dành ai phần đấy cả. Có bát ăn bát để phụng dưỡng vợ chồng mình thì ông lại đi đâu? Ông ơi, vợ chồng từ nay đã xa nhau mất đã rồi, còn đi đâu những lời hơn là thiệt đi trên đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tình nghĩa vợ chồng nay xin được vĩnh biệt biệt ra đi từ đây. Anh ơi còn em là toàn hồng nay đau xót ngập mùi mấy lời được gọi anh. Anh em như thế chân tay ngón dài ngón ngắn nhưng vẫn chung một bàn. Anh trai ơi, nếu mà đây gạch nâng trên vai, nếu đây là gạch nâng trên vai, thì em còn anh đỡ cho anh nhẹ bớt phần nào. Những gánh nặng cuộc đời em gánh rồi sao đây? Anh ơi đêm nay là đêm cuối cùng anh luôn ơi. Thế là đêm ngày mai thì anh thôi thùi ra suốt cuộc đời em phải mất anh. Anh ơi em là toàn lòng đây biết nói sao chứ bây giờ gọi anh đi đêm cuối ở trong toàn hồng em vĩnh biệt.